mọi người. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Để thỏa mãn cái sự ham vui và thọng mạch nghịch máy điện thoại cũng như là quay phim chụp ảnh thì hôm nay mình đã đặt mua về được cái tripod. Tripod là cái chân máy để đặt điện thoại quay phim hoặc chụp ảnh. Bây giờ tôi sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé. Đây, trên tay tôi đang cầm cái hộp tripod. Tripod là version 3110. Chiều cao hộp này là rơi vào khoảng độ 38. Tôi sẽ cắt ra nhá. Không có ai cầm máy quay cho nên phải một tay làm, một tay cầm máy này. Đây. Đây, bên trong một cái túi đen. Túi đen của cúc bấm. Mở cúc ra. Cái đầu tiên là cái kẹp máy. Đây là cái kẹp máy. Xem nào, ở bên trong nó sẽ có chi nào. Đây rồi, một cái giá 3 chân. Đây, giống theo như mô tả bên ngoài hộp luôn nha. Đây là cái mô tả bên ngoài hộp và cái thực tế. Thử sẽ dừng lên thế nào nhá. Đây rồi, đây là chiều cao 3 nấc này. Nấc 1, nấc 2, nấc 3. Này, giờ thì kiểm tra vào hộp xem cái thông số kỹ thuật nó thế nào nha. Đây rồi. Đây là chiều cao tối đa là 1m02. Còn đây, cái chiều cao chân khi chưa răng ra này là 35cm này. Đây, còn chiều cao khi răng ra được 34,5, đó là chiều cao tối thiểu. Các bộ phận nhé. Thứ nhất, đây là cái tay cầm. Tay cầm chủ yếu thì chúng ta khi đặt máy quay là chúng ta sẽ xoay ngang, xoay dọc. Đây rồi, xoay ngang, xoay dọc. Đấy. Cái này phải có cái ốc nhà ra. Còn phần trên này, đây chúng ta sẽ lắp cái kẹp vào. Khó thật, không có ai cầm máy giúp nên là khó quay. Đây, cầm máy cho cậu. Cầm nhá. Cầm hai tay. Đó, rồi cậu quay cho cậu nhá. Quay xuống đây. Quay cái này nhá. Đây, và bây giờ đã có người quay phim cho rồi. Có đồng chí nhỏ này quay phim, mình sẽ vặn đây, lật cái này lên. Mình sẽ lắp cái kẹp vào, lắp kẹp máy vào, cố định thật chặt rồi. Rồi bây giờ tôi đã có một cái chân máy hoàn chỉnh này. Còn đây là một cái vị trí để dọn nước. Dọn nước đây, vị trí màu xanh để chúng ta cân máy, để cân bằng máy. Nó cái giọt này này, đó, có cái giọt nước. Khi nào chúng ta đặt ở cái địa hình dốc hoặc bằng phẳng thì ta sẽ lôi kéo ba cái chân đó sao cho để cái giọt nước cân chỉnh vào giữa. Đó, đây, giọt nước đang ở giữa đây. Rồi, bây giờ ta sẽ nâng cái chân máy lên, nâng cao chân máy đây. Sẽ vặn ngay cái khóa lại cho nó chắc chắn. Nhưng nhớ là đừng có vặn chặt quá, nó chỉ là nhôm. Rồi bây giờ tháo ba cái khóa ra, tháo ra các khóa ở ba cái chân ra. Rồi ta sẽ kéo lên thì sẽ nâng được độ cao của chân máy lên. nâng hết cả ba nấc luôn. Đây, ba nấc. Bây giờ chúng ta tiến hành khóa lại, khóa chân lại cho nó chắc chắn. Đây, khóa hết cả ba chân tại ba vị trí. Đây, giờ là đang ở chiều cao tối đa. Đây, tôi sẽ đứng lên để xem cái chiều cao của là ngang bụng gần ngực, là chiều cao 1m02. Đó, tùy theo cái địa hình mà chúng ta có thể điều chỉnh lại cái độ bằng phẳng cân đối của máy bằng cái giọt nước đi, và chúng ta đặt máy vào đây, đặt máy, kẹp máy vào để chúng ta khi quay cảnh vật xung quanh là chúng ta có thể xoay, cầm cái cần nó xoay đi xoay lại theo cái ý muốn của ta. Giờ tôi đã hướng dẫn lắp đặt xong một cái chân máy tripod. Cảm ơn mọi người.